Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay đã là 29 Tết rồi. Thì các bạn đã chuẩn bị Tết xong chưa? Tôi thì ở nhà đã dọn dẹp xong hết rồi, chuẩn bị xong hết rồi. Còn bây giờ thì tôi đang ở trong rừng và đây cầm theo con dao nữa đi tìm một cây nêu. Thì mỗi ngày Tết thì mọi người thì hay thường làm cây nêu. Thứ nhất là để gọi là trừ tà ma trong những ngày Tết. Phải có cây nêu treo ở trên nhà, treo lá cờ nữa, lá cờ Tổ quốc đó. Thì thứ nhất là trừ tà ma, thứ hai là tạo nên là sự may mắn cho năm mới. Thì bây giờ tôi sẽ đi lên trên này tìm một cái cây, cây vầu, cây mà đẹp nhất, thẳng nhất về làm cây nêu nhá. Bây giờ các bạn. Tôi vừa chặt xong một cây nêu rồi, bây giờ tôi sẽ lấy nó về nhà nhé. Và anh em nhìn đây, rất thẳng luôn đó. Bây giờ tôi sẽ vác về nhà, lát đến nhà tôi sẽ quay cho anh em xem đó nhé. Bây giờ tắt máy nhé. We'll be right back.
Ok, vậy là tôi đã làm xong cây nêu rồi. Bây giờ tôi sẽ mang về nhà treo lên nhé. Đó, rất đơn giản thôi. Xuân Kỷ Hợi 2019 thì tôi xin chúc tất cả các bạn có một sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn, thành công hơn nữa trong năm mới. Ai đi làm thì kiếm được nhiều tiền, còn bạn nào đi học thì học giỏi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của tôi. Đừng quên like, đăng ký để ủng hộ tôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.